Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ cái cách đúng dừa và cái giá dừa đến cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nha. Đây là mình thấy lái đúng dừa này là có dừa sim, rồi có dừa ta nữa cả nhà. Thì hồi nữa mình sẽ đi dài dài cả vườn mình quay, mình chia sẻ đến cả nhà cùng xem mấy cảnh đúng dừa. Và nhờ lái chia sẻ cái giá dừa hôm nay đến cô chú anh chị và các bạn xem cái giá dừa hôm nay có giống như ở quê cô chú anh chị và các bạn không ha. Bây giờ mời cả nhà cùng xem clip với mình nha. Đây là giống dừa sim xanh nè cả nhà. Dừa sim xanh này thì giống như trái tròn ha, trái tròn đẹp ha. Dừa này là vườn của ba mình. Bữa nay trời mưa mà gió nhiều lắm cả nhà, giống như là bão ở đâu gần đây. Trời mưa cái đường lầy lội luôn nè ha. Đó dài dài lắm mình thấy đốn dừa nhiều rồi. Sáng giờ đốn chắc cũng gần rồi cái khuôn dừa này của ba mình nè. Chắc ở ngoài là người ta đường đẩy vô cả nhà, để mình đi dài dài ra thử ha. Đây. Còn đây là cái giống dừa này là dừa Mã Lai nè cả nhà. Đây là giống dừa Mã Lai nè ha. Bữa nay trời mưa, mưa đẩy cực ha. Cái xe dừa này có nhiêu chục vậy anh? Xe có chừng 100 dừa. Quá trời có xe dừa đẩy hay luôn ha. Trời ơi. Ôi kìa. Đường sình. Đường sình mà đẩy hay cả nhà, cái xe này hơn gần cái 100 dừa. Để mình theo mấy chú lái này đẩy dừa vô nhà. Rồi xuống vỏ rồi đếm nha cả nhà. Cùng xem cho vui ha. Rồi rồi chỉnh cái bánh qua một bên này. Lúng xuống đó luôn mày. Không sao đâu. Cái tiếp rồi. Lúng đi lúng mày. Ôi ôi quá trời cực luôn trời. Quá trời cực luôn này. Bữa nay trời mưa chứ mọi khi là đâu có cực chữ thần vậy ha. Đi ngang mấy cái bửng này nè, sình nó lúng quá. Đó cảnh đống dừa cực gì đó cả nhà, mưa bão là cực vậy đó ha. Ê ê ê ê ê. Ê. Ê ê ê gọi rồi. Quá trời trơn mà. Tại chỗ này nó trơn nó chợt lật luôn rồi. Rồi đây đây đây. Thôi dữ lắm. Cái xe này quá trời nhiều luôn, cả trăm dừa. Tại vì đẩy nó đường xa đẩy lần cho nó đáng một chuyến ha. Trơn bắt. Nhìn nó trơn nè, mưa nó trơn chợt á. Mình đi xong còn chịu chưa? Tại chứ không dám đi rồi. Hôm qua đúng người ta rồi. Đó, quá trời xình luôn rồi. Cực. Thì mưa đấy cực. Đẩy từ ngoài vườn vô tới hai người này cả nhà, bây giờ xuống vỏ ha. Bữa nay thì cái lộ này sáng cạp, bữa nay đất cũng gáo rồi nè. Hổm rày sáng cạp làm lộ ở chỗ này nè cả nhà. Bữa nay dừa Mã Lai nhiều quá anh Bắc. Dừa Mã Lai người ta.
Ai chưa gom nó vô? Ơ còn nhiều lắm. Về chút gọi xong mới đếm. Mỗi khi đẩy xe một xe nhiều nhất là 60, bữa nay tới 100 vừa luôn. Đẩy đường xa đẩy một chuyến cho đáng ha. Đây là bác Sáu đúng vừa có ba mình chuyến rồi đây cả nhà. Gia đình của bác Sáu. Vừa sim xanh, vừa mã lai, rồi vừa ta. Nhét con rồng ở đây. Con rồng ngoài là đẩy chi vô. Bữa nay giá dừa tại vườn mình là đúng giá mấy vậy anh bác? Giá 35.000 mua xô lùa. Xô lùa là dừa gì với gì ha anh? Dừa sim với dừa dâu với dừa ta xô lùa hết. Dừa dâu đó có phải là dừa mã lai không ha? Đúng rồi. À. Có dừa sim gặt nữa. Là một chục ở chỗ mình là 12 trái một chục đó hả anh? Đúng rồi, chục 12 trái. À. Vậy làm bữa nay ở vườn ở chỗ mình là lái vô vườn tự đốn là dừa sim, dừa dâu, dừa ta còn gọi là dừa mã lai đấy cả nhà, là một chục 35.000 ha, chục 12 trái. Vì mùa này là mưa rồi đó cả nhà nên giá giảm khá là nhiều ha. Cái đỉnh điểm trời nắng đó, mình mua cao nhất là nhiều ha anh Bách? Cao nhất là 55-60. Còn tùy theo nắng mưa nên giá cứ tăng giảm vậy ha. Đúng rồi, tháng mưa vì số lượng nhiều dưa bán hơi chậm. Ờ. Nắng nắng gì nó không đủ hàng cung cấp. Dạ. Cái dừa này là mình đốn đẩy xuống gì là rồi chứ ha anh, hay còn đốn nữa? Còn đốn thêm nữa. Vậy là cái dừa này bữa nay cũng nhiều nữa ha. Vậy là cảm ơn anh Quốc đã chia sẻ cái giá hôm nay đến cô chú anh chị giùm nha. Thì mình cũng vừa chia sẻ cái cảnh đốn dừa và cái giá dừa hôm nay ở chỗ mình đến cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi cái clip này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những clip tiếp theo nữa nha.